Dương Hữu xin chào và chào tất cả các bạn trong giờ phải được hôm nay từ ngày 7 đến Lò Bánh Hai Hưng giao tiền của các nhà hảo tâm ủng hộ hàng tháng cho từ thiện phố số 7 gồm có Hiên Phú Cũ Huỳnh Lũ 400.000 hộ Tổ Di 200.000 Tôn Bình 208 A Thiên 2 triệu Tuyết Thịnh 200.000 gia đình Dinh Thần Y Cường 200.000 Dương Văn Lộc 1.3 Chú Bình Thịnh Giờ Chế Núi 200.000 Lò Bánh Bao Thành Pháp 400.000 Tí Lớp 200.000, Trần Vệ 200.000, Nhà Hậu Tâm 200.000, Tiên Hà 200.000, Nhà Hậu Tâm 100.000, số tiền là 6.180.000, rồi cho Dương Hậu trao con là 6.180.000 tiền của Nhà Hậu Tâm đó con, để bánh mì. Con cảm ơn chú Hậu và các nhà hảo tâm đã ủng hộ cho chương trình bánh mì từ thiện bên Bệnh viện Ngã 7. Và mỗi ngày là bánh con có cho 20 lỗ bên bệnh viện. Dạ, con xin cảm ơn. Thì Dương Hậu cũng xin gửi lời cảm ơn nhiều đến các nhà hảo tâm ủng hộ vào chương trình bánh mì từ thiện Ngã 7. Chúc cho quý vị sức khỏe luôn dồi dào và bình an khi ủng hộ vào từ thiện Ngã 7. Rồi cảm ơn con nha. Dạ.